cậu bé này rất lợi hại. Một bức tượng rồng trong tay cậu ấy, thế mà lại sống lại. Con rồng nhỏ dường như đã tìm được chủ nhân, dùng đuôi chói chặt ngón tay của cậu bé. Sau đó, nó biến thành một chiếc nhẫn hình con rồng kỳ lạ. Sau khi chú Black đứng đối diện nhìn thấy màn này, thì vô cùng phấn khích. 1000 năm rồi, người anh ấy muốn tìm kiếm, cuối cùng đã tìm được. Anh ấy nói với cậu bé, tôi muốn dạy cho cậu phép thuật mạnh nhất, nhưng những thứ trong phòng, cậu không được tùy ý đụng chạm, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Dứt lời, Black đi lấy cuốn sách ma thuật mà anh ấy giấu trong tường. Rồi đột nhiên một con búp bê Machiasca bay từ trong tường, lăn xuống dưới chân cậu bé. Cậu bé tò mò nhặt nó lên. Trên Machiasca vẽ một bức chân dung của một người đàn ông kỳ lạ. Lúc này, con búp bê trong tay cậu bé đột nhiên biến đổi. Cậu bé sợ hãi và vội vàng ném nó đi. Xong đời rồi, lúc này có muốn vứt đi cũng muộn rồi. Vô số rán bò ra từ khe nứt của Machiasca, cuối cùng thế mà lại biến thành một người đàn ông. Người đàn ông trông giống hệt người được vẽ trên búp bê. Anh ta là một pháp sư tà ác, đã được phong ấn trong Machiasca 1000 năm, lại bị cậu bé vô tình thả ra. Lần này cậu bé đã gây rắc rối to. Người đàn ông này vừa ra ngoài đã muốn ra tay với cậu bé, may thay bị Black ngăn cản kịp thời. Anh ấy muốn phong ấn người đàn ông một lần nữa, nhưng không ngờ tới lại bị người đàn ông tìm được lỗ hổng. Hai người bắt đầu một cuộc chiến phép thuật. Anh ném một quả cầu, tôi thả một đống lửa. Sức mạnh của cả hai thế mà lại bất phân thắng bại. Trong quá trình hai người quyết đấu, lại có một con Machiasca khác lăn đến chỗ cậu bé. Nhưng lúc này dâu quai nón đột nhiên đi đến. Thời khắc nguy cấp, Black nhảy ra từ trong đám lửa và đẩy ngã người đàn ông kia. Để bảo vệ cậu bé, anh ấy phong ấn bản thân và người đàn ông trong một cái lọ chứa. Cậu bé vẫn chưa hết hoảng loạn chạy đến trên đường cái, vứt con búp bê đó đi. Cậu ấy gọi giáo viên đến, nhưng lại phát hiện ra trong phòng dường như không có chuyện gì xảy ra, còn khiến các bạn cùng lớp chế giễu cậu. Trong nháy mắt 10 năm đã trôi qua, một cặp vợ chồng già phát hiện món đồ cổ trong nhà vừa mới mua, không ngừng rung lên. Sau đó, một đám khói đen bất ngờ phụt ra. Hóa ra thời hạn 10 năm đã đến. Người đàn ông phá được phong ấn ra ngoài trước. Sau đó anh ta cầm cái lọ đó lên, trực tiếp ném nó xuống cửa sổ. Cùng với sự rơi xuống của chiếc lọ, Black cũng phải vật lộn vô cùng khó khăn để thoát ra khỏi cái lọ. Việc anh ta làm đầu tiên khi vừa thoát ra là đi tìm cậu bé năm đó, bởi vì cậu bé này rất quan trọng đối với anh ấy. Bên kia, cậu bé trở thành sinh viên đại học khoa vật lý. Đôi chân với chiếc vớ lụa đen thu hút sự chú ý của cậu ấy. Cậu ấy vừa ngẩng đầu nhìn, thế mà lại là người cậu ấy yêu thầm khi còn nhỏ, Becky. Cả hai ngượng ngùng mà trò chuyện vài câu, và cậu ấy cảm thấy rằng cuộc sống của mình lại có hy vọng và động lực mới. Nhưng cậu ấy vẫn không hay rằng hàng loạt rắc rối đang âm thầm kéo đến. Rất nhanh, Black ngồi trên con đại bàng khổng lồ bằng thép, lại một lần nữa cứu được cậu bé trong tay người đàn ông kia. Anh ấy kể cho cậu nghe một câu chuyện rất xa xăm. Sớm vào 1000 năm trước, có một pháp sư vĩ đại tên là Merlin. Ông ấy có 3 người học đồ xuất sắc, mà Black là một trong số đó. 2 người còn lại, một người là Veronica, bạn gái của Black, và người kia là người bạn thân nhất của Black, Hovers, dâu quai nón. Và ngay khi Merlin quyết đấu với tử địch của mình là Morgana, dâu quai nón phản bội sư phụ. Anh ta đã giúp Morgana giành lấy một ma thuật tà ác có thể triệu hồi đội quân vong linh, mà bạn gái của Black vì cứu Black, quyết định hy sinh bản thân. Cô ấy hút linh hồn của Morgana vào cơ thể mình, để bảo vệ bạn gái của mình. Trong cơn tuyệt vọng, Black đã phải phong ấn cả hai trong một con búp bê Machiasca. Trong 1000 năm này, Black đã phong ấn rất nhiều pháp sư tà ác đang cố gắng giải phóng Morgana. Phong ấn từng tầng một trong con Machiasca, và lớp ngoài cùng là dâu quai nón, Horvath. Còn đại pháp sư Merlin trước khi chết, đưa cho Black một chỉ dẫn. Ai có thể mang được chiếc nhẫn rồng này, thì người đó chính là học đồ giỏi nhất của phái Merlin. Chỉ có cậu ta mới có thể hoàn toàn tiêu diệt Morgana. Trong 1000 năm, Black không ngừng tìm kiếm người đó, cuối cùng đã vô tình tìm được cậu bé David. Mặt khác, dâu quai nón đến cửa hàng đồ cổ cũ năm đó. Anh ta dùng pháp lực tìm thấy con Machiasca năm đó ở trong tay cậu bé, đã bị một cụ bà người Hoa nhặt được. Vậy cô ấy sẽ ở đâu? Đúng vậy, đó là khu phố người Hoa. Ngay sau đó Black và David vội vã đến khu phố người Hoa, nhưng lại một lần nữa bị dâu quai nón hất tay trên. Anh ta là người đầu tiên tìm thấy Machiasca, đồng thời đã thả ra pháp sư tà ác bị phong ấn. Lúc này, phía sau Black dần xuất hiện một người đàn ông ăn mặc kỳ lạ. Cái kiểu ăn mặc đó vừa nhìn liền biết không phải người bình thường. Người đàn ông nâng tay lên, những cây kim bạc dày đặc bay lên không trung. Black giật mình quay đầu lại, dùng chiếc áo khoác ra chắn vô số kim bạc chết người đó. Sau đó anh ấy đánh trả lại khiến người đàn ông bay ra khỏi cửa sổ. Thế là xong việc à? Không thể nào. Người đàn ông lại đứng dậy, đệm thắt lưng. À nhầm, hoa văn rồng trên thắt lưng thế mà cử động được. Sau đó đội mũ rồng trước mặt, thế nhưng biến thành một con rồng xấu xí gớm ghiếc. Đó là một con rồng thực sự. Chàng trai bị dọa đến bay màu, điên cuồng chạy trốn. Con rồng kia lao mạnh về phía cậu ta. Ngay sau đó cậu ấy bị ép vào ngõ cụt, nhưng nam pháp sư vẫn không định buông tha cậu ấy. Anh ta điều khiển con rồng và trực tiếp leo lên đỉnh của tòa nhà. Bên phía Black, anh ấy nhân lúc dâu quai nón không chú ý, giật lấy chiếc hộp phong ấn Morgana.
và khi anh ấy chạy đến, muốn cứu chàng trai đã không kịp nữa rồi. Liệu chàng trai có chết ở đây? Không thể nào. Dưới sự hướng dẫn của Black, chàng trai nâng tay lên, tập trung chú ý. Black nhìn thấy chàng trai đã thành công, ra tay một chiêu trúng đích. Nam pháp sư và cả con rồng to lớn cùng nhau biến mất trên phố. Dâu quai nón đứng ở trên lầu đã nhìn thấy cảnh này, lộ ra vẻ kinh sợ. Chẳng nhẽ là ông ấy? Anh ta biết người có thể đeo chiếc nhẫn này sẽ trở thành kẻ thù thứ hai của chủ nhân Morgana. Và qua lần trải nghiệm này, chàng trai quyết định học phép thuật với Black một cách nghiêm túc, bởi vì cậu ấy đã ý thức được kẻ thù mà họ sắp phải đối mặt lớn mạnh như thế nào. Tất nhiên giai đoạn luyện tập luôn khô khan nhàm chán. Theo sự tiến triển của việc luyện tập, cậu ấy điều khiển phép thuật ngày càng thuận tay. Sau đó, chăm chỉ luyện tập tất nhiên sẽ được đền đáp. Ngay khi chàng trai đang hẹn hò với cô gái cậu ấy yêu thầm, cậu ấy thế nhưng đã sử dụng phép thuật vừa học được để đánh ngã tên cướp, thành công thu hút được sự chú ý của cô gái. Cậu ấy chớp lấy cơ hội mời cô gái đến phòng thí nghiệm của mình, thành công trải qua một buổi hẹn hò lãng mạn. Điều này cũng cho chúng ta biết rằng tính quan trọng của việc học thêm một kỹ năng mới trong cuộc sống. Mà bên phía dâu quai nón cũng tìm được một người trợ giúp là hậu đại của Morgana. Ngày này, nhân lúc chàng trai và bạn gái đang hẹn hò, hai người thế nhưng đánh lén Black, đồng thời cũng tìm thấy con Machiaska đã phong ấn Morgana. Dâu quai nón phóng 4 chiếc dao găm về phía Black, muốn giết anh ta. Kết thúc rồi ư? Không thể nào. Thời khắc nguy cấp, chàng trai kịp thời chạy đến, khống chế dao găm, giải cứu sư phụ thành công. Hai thầy trò tên dâu quai nón sau khi lấy được Machiaska thì lái xe chạy trốn. Dâu quai vươn tay sờ, chiếc taxi ngay lập tức biến thành một siêu xe ngầu lòi, gia tăng tốc độ. Chẳng nhẽ không đuổi kịp? Không thể nào. Black vươn ra sờ, chiếc xe cũ rích cũng biến hình. Dù là ngoại hình hay tốc độ đều nhỉnh hơn bọn họ. Họ không ngừng đạp ga trên đường phố đông đúc. Dâu quai nón không ngừng giở thủ đoạn, nhưng tất cả đều bị Black tránh được. Nhưng ngay khi sắp bắt kịp họ, Black và David bị đụng vào một chiếc gương. Đây là một cái bẫy gương do dâu quai nón sắp đặt. Mọi thứ bên trong đều bị đảo ngược. Vì không để Black ra ngoài, dâu quai nón đập vỡ tất cả kính. Chẳng nhẽ không ra được ư? Không thể nào. Black ngẩng đầu nhìn lên, một chiếc gương treo lơ lửng lắc lư giữa không trung. Ngay khoảnh khắc chiếc gương chạm đất, Black thoát khỏi bẫy gương thành công. Nhưng sau khi họ thoát ra, dâu quai nón đã biến mất. Bên kia, mặc dù dâu quai nón đã lấy được con búp bê phong ấn Morgana, nhưng để mở khóa phong ấn vẫn cần đến sức mạnh ma thuật vô cùng mạnh. Dùng sức mạnh của mình ư? Ai mà ngu. Dâu quai nón lặng lẽ đi đến sau lưng tên học đồ. Sau khi hấp thụ tất cả sức mạnh của cậu ta, mở ra lớp phong ấn bảo vệ cuối cùng, một cây gậy dí vào trên cổ người đồ đệ. Tất cả sức mạnh của người đồ đệ trong nháy mắt bị hút sạch. Dâu quai nón rút chiếc nhẫn ma pháp của anh ta ra, mở ra lớp phong ấn bảo vệ cuối cùng. Cô ấy rất lợi hại ư? Không thể nào. Người thủ hộ tội nghiệp này chỉ là để cung cấp năng lượng cho boss cuối Morgana sau khi hồi sinh. Lúc này, dâu quai nón đã tìm đủ hai pháp khí, còn thiếu một cái cuối cùng, cũng là thứ quan trọng nhất. Đó là chiếc nhẫn rồng trên tay chàng trai. Mà vừa nhắc chiếc nhẫn liền đến. Black và David rất nhanh tìm được nhà của dâu quai nón. Hai người bắt đầu tách ra để tìm kiếm chiếc hộp phong ấn. Nhưng Black đã mắc vào bẫy thảm của dâu quai nón ngay khi anh ấy bước vào. Cơ thể anh từ từ lún xuống trong chiếc bẫy. May mắn thay, Black có kinh nghiệm phong phú đã sử dụng ma thuật, điều khiển dây xích ở hai bên, thành công thoát thân. Nhưng chàng trai David ở phía bên kia không may mắn như vậy, nhìn thấy Machiaska trong tay mình. Không ngờ dâu quai nón đã sớm bắt cóc bạn gái của cậu ấy, Becky. Anh ta dùng Becky uy hiếp David giao ra chiếc nhẫn và con búp bê. Chàng trai không có cách nào khác, chỉ có thể đầu hàng, giao ra hai vật kia. Lúc này mọi thứ đã sẵn sàng. Dâu quai nón mỉm cười âm hiểm, quay người rời đi. Không có chiếc nhẫn, chàng trai không thể sử dụng phép thuật. Và để bảo vệ thế giới không bị đại quân vong linh chiếm lĩnh, Black chỉ có thể một mình ngăn cản sự hồi sinh của Morgana. Anh ấy ngồi trên con đại bàng khổng lồ bằng thép của mình, đi thẳng đến nơi hồi sinh. Mà chàng trai tuy đã làm mất chiếc nhẫn, nhưng đừng quên, anh ấy là sinh viên đứng đầu khoa vật lý, không có phép thuật thì không giúp được gì ư? Không thể nào. Anh ta buộc cuộn dây Tesla trong phòng thí nghiệm của mình vào chiếc xe hơi. Một cuộc chiến giữa ma thuật và khoa học sắp bắt đầu. Dâu quai nón đến quảng trường, giải phóng pháp sư tà ác Morgana đã bị phong ấn 1.000 năm. Lúc này linh hồn của bà ta vẫn ở trong cơ thể của bạn gái Black. Bây giờ, chỉ cần Morgana vẽ ra một ấn ký ma thuật mạnh mẽ, bà ta sẽ có thể triệu hồi đội quân vong linh, từ đó hủy diệt thế giới. Khi Black đuổi đến, ấn ký ma thuật đã dần hình thành. Dâu quai nón sớm phát hiện ra Black đang trốn trong bóng tối. Và dâu quai nón bây giờ đã có chiếc nhẫn rồng, pháp lực của anh ta mạnh hơn rất nhiều. Black không còn là đối thủ của anh ta nữa. Bị đánh lui liên tục, dâu quai nón còn làm sống lại bức tượng bò tót khổng lồ bằng đồng. Trong tình cảnh này, Black chỉ có thể điên cuồng bỏ chạy. Và theo sự hình thành của ấn ký ma thuật trên bầu trời, các linh hồn vong linh trên khắp thế giới dần dần được đánh thức. Làm thế nào bây giờ? Thất bại rồi ư? Không thể nào. Chàng trai David mang cuộn dây Tesla của mình kịp thời đuổi đến. Cậu ấy ấn vào điều khiển từ xa, dòng điện cực mạnh trực tiếp đánh gãy cây gậy phép thuật của dâu quai nón. Black nắm bắt cơ hội, một chiêu hạ gục dâu quai nón. Con bò đồng lớn lao về phía Black,
nhưng lại bị con đại bàng khổng lồ bằng thép của anh ấy cắp đi. Nhưng hiện tại nguy cơ vẫn chưa được giải quyết. Đại quân vong linh đã bị đánh thức. Nghi thức triệu hồi đã sắp hoàn thành. Đúng lúc này, bạn gái của David, Becky, nghe theo sự chỉ dẫn của bạn trai, đã leo lên đỉnh tháp tín hiệu, dùng chân đạp ngã bộ máy truyền tín hiệu. Nghi thức triệu hồi trong nháy mắt bị gián đoạn. Vong linh vừa bị đánh thức đã bị hủy diệt một lần nữa. Và Morgana cũng bị ma thuật phản phệ, ngất xỉu. Để cứu bạn gái của mình, Black hút linh hồn của Morgana vào cơ thể của mình. Lết thúc rồi ư? Không thể nào. Morgana dù gì cũng là pháp sư tà ác, cùng cấp với đại pháp sư Merlin. Black hoàn toàn không thể vây hãm bà ta. Bà ta thoát khỏi sự trói buộc của Black, trở tay ra một đòn khiến Black trực tiếp mất đi khả năng chiến đấu. Ngay khi Morgana chuẩn bị xử lý gọn bọn họ bằng đòn chí mạng, phép thuật của chàng trai đột nhiên thức tỉnh, thành công chặn được đòn chí mạng của Morgana. Mà chàng trai cũng hoàn toàn không có chút tính uy hiếp nào đối với bà ta. Nhưng bà ta không biết rằng chiêu này của chàng trai thực ra là để kích hoạt hộp điện áp bên cạnh. Ngay khi Morgana điên cuồng tấn công chàng trai, cậu bé lén lút sử dụng phép thuật để điều khiển dây điện cao áp kết nối với đèn đường. Tất cả điện của toàn thành phố tại một thời điểm đều tập trung vào người Morgana. Cuối cùng, chàng trai sử dụng một chiêu thiên mã lưu tinh quyền, đánh tan Morgana thành cát bụi. Cuộc chiến ma thuật kéo dài hàng nghìn năm cuối cùng cũng kết thúc. Cuối cùng, Black và David, cả hai thầy trò đều gặt hái được tình yêu của mình. Bộ phim kết thúc. Bộ phim này nói cho chúng ta biết, biết phép thuật cũng phải hiểu khoa học. Nội tâm của người nào cũng có hai mặt, công lý và cái ác, cái nào chiếm tỷ lệ nhiều hơn? Có thể ấn vào nút like bên cạnh để quan tâm. Tôi là Coco. Nếu bạn không follow tôi, có thể bạn sẽ không bao giờ lướt thấy tôi nữa đâu.